Hi, chào tất cả các bạn. Hôm nay là chủ nhật một tuần á, thì mình thường làm cỡ từ 4 ngày, 5 ngày hay là 6 ngày gì đó. Thì công việc của mình cũng tự do lắm, mình có thể làm 7 ngày một tuần cũng được. Thường thì mình làm cỡ từ 4 hoặc là 5 ngày một tuần thôi, 2-3 ngày off. Hôm nay mình sẽ kể chuyện mà mình đi mua chiếc xe này. Chiếc xe này nè, đây là chiếc Hyundai Santa Fe 2015. Thì hồi mới sang Canada thì mình cũng xác định là công việc của mình sau này, sau khi mà tốt nghiệp á, thì mình phải biết chạy xe. Cho nên là lúc mình mới sang Canada, mình đi học cái bằng lái xe. Mình đi học cái bằng lái xe sau cỡ 8 tháng thì mình đi thi bằng lái xe. Sau khi có cái bằng lái xe, mình quyết định tìm hiểu để đi mua xe. Thì mua xe thì mình có hai sự lựa chọn. Một là mua thẳng từ dealer luôn, tức là vào tiệm người ta bán cho bạn chiếc xe. Hoặc là các bạn đi mua xe của người dân, tức là các bạn lên những website ở Canada thì có cái website KGG hoặc là cái app Auto Trader, giống như những cái trang web như là 5giây.vn thì phải. Hồi xưa ở Việt Nam có trang 5giây.vn hay là diễn đàn tinh tế.com, thì các bạn lên đó các bạn tự kiếm kiếm người nào mà người chủ chiếc xe người ta rao bán thì mình đi mua lại. Mình thì mình thích đi mua của người dân hơn là vào dealer, vào tiệm để mua. Vì thứ nhất là mua của người dân thì nó rẻ hơn, mình cũng không có đủ tiền để mà mình vào tiệm để mình mua một chiếc xe từ dealer. Nhưng mà ở Canada, trước khi các bạn mua xe thì các bạn nên hỏi cái giá bảo hiểm trước, tại vì bảo hiểm xe ở Canada rất là mắc luôn, đặc biệt là cho những cái người lái xe lần đầu như mình thì bảo hiểm ở Canada rất là mắc. Cho nên các bạn phải tìm hiểu cái dòng xe mà các bạn ưa thích đã, thì các bạn đi hỏi những cái người bán bảo hiểm, những cái bảo hiểm agent thì người ta check thêm là cái dòng xe các bạn ưa thích thì bảo hiểm cao hay mắc. Rồi từ đó các bạn hãy đưa ra quyết định của mình mua cái dòng xe nào. Tại vì nếu mà các bạn mua cái xe á, nhiều lúc á, cái bảo hiểm một năm á, nó còn mắc hơn cả cái tiền mà các bạn mua cái xe nữa. Cho nên tốt nhất là các bạn nên hỏi những anh bảo hiểm trước khi là các bạn đi mua cái xe của bạn. Thì mình cũng dò dò xung quanh thì mình thấy cái chiếc Hyundai Santa Fe này bảo hiểm cũng rẻ, cũng thuộc dạng rẻ so với những cái dòng SUV khác. Thì sau khi mình đã xác định được cái dòng mình thích rồi á, thì mình cứ lên mạng mình search thôi. Cứ kiếm Hyundai Santa Fe, thì kiếm vòng. Mình đi mua đồ thì mình không có nóng vội lắm. Mình kiếm vòng sau đó cỡ 1-2 tuần á, thì mình thấy chiếc này cũng được, của một bác, bác là người Nga. Bác rao bán chiếc này. Thì chiếc này á, hồi xưa mình mua là 60.000 cây. Là xe chạy được 60.000 cây rồi. Thì chiếc này á, mà mình so với trong cái chỗ dealer nó bán á, là nó mắc hơn tới 3-4 ngàn luôn, 3 ngàn hay là 4 ngàn gì đó. Cho nên là mình thấy cái bác này bán chiếc này cũng được. Mình nhắn tin bác thì mình hỏi địa chỉ bác ở đâu. Bác báo bác ở Mississauga. Thì mình mới hẹn bác một ngày đó mình nghỉ học á, thì mình rảnh mình bắt xe bus từ Toronto đi xuống Mississauga. Xuống đó đâu cầm 1 tiếng 2 tiếng á, mà nhà bác ở trong cái vùng đó bến cũng không vô được nữa, nên mình phải đi bộ vô đâu đó tầm 15 phút nữa. May lúc đó là tháng 11, trời nó cũng chưa có lạnh lắm. Đi bộ cũng không sao, đi bộ 15 phút cũng được, ok. Thì mình đi vô khu đó thì mình thấy là vô khu đó là toàn khu nhà đắt tiền, không ở dưới khu Mississauga. Mình quên tên rồi, mình không nhớ, nhưng mà cái khu có tòa nhà đẹp không. Thì mình cũng bắt đầu cảm thấy yên tâm ha. Mình mà giao dịch mua những cái đồ này á, mình ngại giao dịch ở ngoài đường lắm, tức là thà mà tới tận nhà người ta luôn mình coi luôn á, thì mình thấy là yên tâm hơn. Thì vô nhà bác thì nói chuyện sơ với bác sĩ, bác hỏi mình đến từ đâu, mình kêu mình đến từ Việt Nam, bác sang Canada cũng mấy chục năm rồi, bác làm bác sĩ. Thì bác mở cái gara xe của bác ra thì mình thấy bác có 3 chiếc. Bác có chiếc Santa Fe này, một chiếc Porsche với một chiếc hình như là mình không nhớ, Toyota hoặc Honda gì đó, mà dòng sport á, chắc là Honda Civic mà dòng sport. Thì mình hỏi bác là tại sao bác bán chiếc xe này. Thì các bạn đi mua xe thì các bạn cũng phải hỏi những câu như vậy để coi người ta trả lời như thế nào, người ta trả lời có hợp lý không, có make sense với các bạn không. Thì bác bảo là bác có một đứa con mà đứa con bác nó đi Mỹ, nó học rồi, nó chơi hockey rồi. Ở Canada người ta thích chơi hockey lắm, cho nên con bác chơi hockey rồi, mà nhà chỉ còn có 2 vợ chồng già. Nhà có 3 người, giờ nhà còn có 2 vợ chồng già mà có thứ 3 chiếc mà bác bán chiếc này. Ok, thì mình ngay cũng mấy sen. Mình có đặt cọc bác mấy trăm đô, mình quên rồi. Mình nhờ bác ghi tờ giấy là bác đã nhận tiền cọc. Thì mình vô nhà người ta thì mình thấy câu chuyện người ta kể cũng mấy sen, nhà người ta cũng người ta làm doctor mà. Thì bác ý biết cái giấy là bác đã nhận số tiền đặt cọc này mấy trăm đô gì đó. Hẹn một ngày khác mình tới mình lấy xe. Quên kể cho bạn chi tiết quan trọng. Khi các bạn đi coi một mình xe như vậy á,
thì các bạn nên dẫn thêm một người nào đó mà người ta cũng rành xe một xíu để người ta coi thử là chiếc xe này có tốt không á. Trước khi mình tới mình coi xe thì mình cũng kêu cái bác là bác phải đưa cho mình cái history record của chiếc xe, tức là nó lưu là hết những cái lịch sử của chiếc xe này sản xuất ở đâu, ai là người chủ chiếc xe này có mới có bao nhiêu đời chủ rồi, và chiếc xe này có bị tai nạn lần nào chưa, hay là chiếc xe này người chủ người ta đã mua hẳn chiếc xe này hay là người ta vẫn còn đang đang trả nợ chiếc xe này á. Thì các bạn phải lấy cái đó để các bạn coi, thì mình có coi cái đó thì mình coi lịch sử của chiếc xe này cũng clean, lịch sử không có gì hết, cũng không có tai nạn, chiếc xe cũng trả xong xuôi rồi, chiếc xe này của bác này là bác thật sự là bác là chủ chứ bác còn phải trả tiền hàng tháng cho chiếc xe này nữa. Cái viên đó để lấy cái viên đó cũng mất tiền đó nha, mình không nhớ, hình như 50 đô rồi phải. Người bán xe người ta phải sẵn sàng người ta đưa cái viên cho bạn, ai mà bán xe người ta không đưa cái viên cho các bạn á thì thôi né sida rồi, sida cà chớn rồi. Nhưng mà các bạn nên nhớ nè, chỉ có những tai nạn nào mà người ta claim bảo hiểm á thì nó mới vào cái viên record đó, tức là những cái va quẹt nhẹ mà các bạn người ta không tới người ta claim bảo hiểm á thì nó cũng không dính trong cái record đó đâu. Cho nên là lúc các bạn đi coi xe các bạn nên dẫn thêm một người nào đó mà người ta rành xe á để người ta coi cho các bạn là thực sự là chiếc xe này có còn tốt hay không, động cơ có cái gì trục trặc hay không. Bữa sau á, thì mình mới dẫn thằng bạn mà xuống, thằng Iran, nó mình cũng hay hỏi nó về xe trước khi mình mua xe, tại vì nó rất là rành về xe, nó cũng sẵn sàng giúp mình lắm, nó kêu là mày cần giúp không, tao tao sẵn sàng, nó chạy xuống với mày tao coi thêm một lần nữa. Thì mình kêu nó sẵn sàng như vậy thì mình cũng kêu ok. Hồi xưa thuê nhà chung với mình cũng hay gặp nó, mình cũng hay nói chuyện, cũng đi chơi với nó mấy lần, cũng hang out chạy dạo dạo thành phố mấy lần với nó. Thì nó làm xong thì nó mình hẹn nó ở xe bus, hoặc mình hẹn nó ở một bến cái ga tàu ở dưới đào theo á, thì nó làm xong cái nó lấy xe xong nó chở mình xuống dưới kia, nó chạy thử vòng nó kêu ôi chiếc xe này còn mới lắm, giá này cũng được đó, mày thích thì mày lấy đi. Rồi ok, có thêm một thằng nhà chuyên về xe nữa confirm chiếc xe này ok. Về nhà băng mình lấy cái check, các bạn vô ngân hàng á, các bạn kêu người ta đưa cái check ra, ví dụ chiếc xe này chẳng hạn nói là 4.000 đô 5.000 đô gì đi, thì các bạn vô ngân hàng các bạn kêu các bạn làm cái check cho các bạn 4.000 đô hay là 5.000 đô gì đó, rồi các bạn đem cái check đó xuống các bạn đưa cho người ta. Ông bác sĩ này người Nga ông chở mình ra chỗ gọi là Service Ontario, cái chỗ mà để giao dịch mua bán xe gọi là Service Ontario, thì mình đưa các bạn lấy xe của mình ra, ông đưa các bạn lấy xe của ông ra. Rồi, làm thủ tục nhanh gọn lắm, 5 10 phút là xong hả? Các bạn mua xe, các bạn phải đóng thuế. Cho dù các bạn mua từ dealer hay là các bạn mua từ người dân á, các bạn vẫn phải đóng thuế nha. Toronto 13%, Ontario 13%. Sau khi mình mới bắt ở Service Ontario xong thì bác chở mình về nhà bác, rồi mình lấy chiếc Hyundai mình chạy về nhà thôi. Đó là lần đầu tiên mình chạy xe ở Ontario một mình. Trước đó là mình cũng học thầy lái xe ở Toronto rồi nên mình chạy một vòng mình cũng quen. Nhưng mà ngồi lên xe một mình á, nó cảm giác nó khác hẳn đó các bạn. Lần đầu tiên chạy trong thành phố nữa, mình cũng run lắm. Cái gì cũng có lần đầu thôi, lần đầu thì lúc nào nó cũng bỡ ngỡ khó khăn. Mà nếu các bạn không thoải mái với cái việc các bạn chạy xe từ chỗ người ta về nhà các bạn á, thì dễ lắm kêu cái ông bán xe, ông chạy xe tới nhà cho các bạn. Thì sau khi về nhà thì các bạn đi lấy bảo hiểm. Lấy bảo hiểm xong thì các bạn đem bảo hiểm với lại đem cái gọi là cái owner permit, là cái giấy chủ xe, giấy bán xe các bạn sẽ đưa cái giấy nữa. Thì lấy cái giấy đó với lại cái giấy lấy cái bảo hiểm các bạn ra lại Service Ontario để các bạn lấy cái biển số xe, vậy thôi đơn giản, lấy xong sau khi có biển số xe thì gắn vào xe đi thôi. Quên, các bạn phải trả tiền thuế, đó là lần các bạn khi lúc mà các bạn lấy cái biển số xe các bạn phải trả tiền thuế đó đó, thuế 13% đó. Mình chạy chiếc xe này được hơn 2 năm rồi và mình rất là yêu thích chiếc xe này. Nhìn cũ cũ vậy đó, nhìn cũ cũ vậy đó, nhưng mà chiếc là chiếc SUV rất là bự, mình rất là thích. Mình cái chị chủ nhà mình hôm nay cùng quê mình luôn, chị người Hội An, chị nấu cao lầu, lần tiên mình ăn cao lầu sau mấy năm rồi, kể từ lúc mới sang Canada đến giờ. Bên Canada này đồ Việt Nam bán cũng nhiều lắm, nhưng mà những cái món đặc biệt ở những cái vùng quê như là cao lầu á, thì chả có nơi nào bán hết. Chị kêu mình qua ăn, thèm quá. Thôi, đi ăn đây. Ok, bye bye các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo nhé. 4 ngàn chứ. 4 nám được ăn mấy ngàn luôn này.